mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Trước kia con bị bệnh, con có đi học thiền mở lưng xa. Khi một học môn học này đã lên cấp âm dương và có đặt tay trợ bệnh cho người khác. Sau đó khi thấy lúc không ngồi thiền, các ngón chân con vẫn còn nhúc nhích và có những biểu hiện người nhẹ muốn bay. Con đã dừng lại không học nữa, đã được một năm nhưng hiện tượng dưới chân vẫn không hết. Con không biết phải làm sao. Cái từ trước đến giờ, cái pháp sổ tức để xả các cái công phu thiền này chúng tôi gặp rất là nhiều và chúng tôi hướng dẫn nhiều người hết. Nếu chúng ta muốn xả những cái công phu cũ này thì chúng ta phải thiền sổ tức lại. Ngồi thẳng gân sống, hít vô đầy bụng dưới, dừng lại, thở ra xẹp bụng dưới, dừng lại, đếm 1, đếm tới 10, bỏ, không đếm ngược, quên đếm lại từ đầu, không nhớ đếm lại từ đầu. Và chúng ta liên tục sổ tức cho tới khi thuần thục, tới khi được gọi là đạt sổ tức. Đạt sổ tức này biến mất. Cái lúc đạt sổ tức là lúc gì? Sổ tức phải dùng từ đạt, nó nghe nó kỳ, mà phải dùng từ chứng sổ tức. Chứng sổ tức đúng không? Từ xưa dùng ít người chứng tới sổ tức, chứ đừng nói là tu cái khác. Khi chúng ta hít vào, thở ra, đếm từ 1 tới 10 không còn lộn nữa, cho tới hàng ngàn lần cũng không lộn, hàng ngàn thời thiền cũng không bao giờ lộn, thì lúc đó cũng chưa phải là chứng sổ tức đâu. Đến một ngày nào đó chúng ta hít thở rất là tự nhiên, và cái hơi thở cũng dài, cũng sâu, cũng nhẹ, cũng chậm, cũng vẫn đếm từ 1 tới 10 một cách bình thường. Chúng ta đừng có nóng vội, thì cái gì nó cũng phải có cái ngưỡng của nó. Và nếu chúng ta tiếp tục đếm sổ tức cho tới một cái ngưỡng của nó, thì chúng ta sẽ thấy số 1 giống như cái núi Tu Di đè mình. Chứ đừng nói đếm tới số 10 là chúng ta đã tới ngưỡng của sổ tức rồi đó. Có ai tới chưa? Khó lắm. Chúng ta không có đủ kiên nhẫn để đi tới đây. Cho nên dụng từ là chứng sổ tức là một điều xa lạ với rất là nhiều người. Nhưng mà chứng sổ tức rồi cũng có thể chứng A-la-hán. Chứ đừng có chuyện giỡn chơi. Chúng ta đủ kiên nhẫn để chúng ta chứng được sổ tức thì chúng ta sẽ thấy được một cái vùng trời thênh thang thanh tịnh ở phía sau đó. Cái này là một cái bài khác nữa. Trong dục lục diệu pháp môn thì tôi không có nói tới sổ rồi tùy rồi chỉ hoàn tịnh gì đâu. Tôi không có chỉ theo cái kiểu của Ngài Trí Khải Đại Sư, mà tôi sử dụng sổ tức. Và cái tất cả những người đã tu lệch lạc nhân điện này nọ ra kia thì tu sổ tức một thời gian sẽ hết. Từ đó nhớ hồi đó có một vị sư vui lắm, từ vừa tới thiền viện đập bằng cái râm phóng lên ngồi cái gà: ta là vua, các ngươi phải phục vụ ta. Tôi lúc đó bưng ly nước mời hoàng thượng uống liền. Mời hoàng thượng uống, bắt đầu mới ngồi nói chuyện, mới làm thân. Tại tôi biết bệnh rồi, nếu mà không có mình thì cũng không ai mà nói chuyện được mấy cái vụ này. Tôi nói làm vua không có ngon mà làm Phật. Làm Phật phải hít thở kiểu này nè, tôi chỉ thở lại cái ít bữa hết làm vua, làm người bình thường. Rồi nhỏ là mình có cái kinh nghiệm sử dụng sổ tức rồi. Thành ra là thường những cái bệnh mà bị, phải dùng cái từ là bị tẩu quả nhập ma do công phu, cũng phải sử dụng sổ tức để xả công phu cũ. Chúng ta nên nhớ khi chúng ta trục trặc bất kể công phu nào thì chúng ta phải trở lại bằng sổ tức. Sử dụng sổ tức là tuyệt vời nhất. Nhưng mà sử dụng sổ tức theo cái kiểu bốn thì á: hít vô đầy bụng dưới, dừng lại, thở ra xẹp bụng dưới, dừng lại. Cứ như vậy mà đếm 1, đếm 2, đếm tới 10, bỏ, quên đếm lại từ đầu, lộn đếm lại từ đầu, không được đếm ngược, không được đếm hơn, chỉ đúng 10 bỏ thôi. Thì thời gian mấy cái dấu hiệu này nó sẽ mất, chậm lắm là 120 ngày sẽ mất. Ha ha ha,